mưa gió buôn bán ế ẩm thôi. À, đây là đường Thụ Kho Hưng bên phải của em nè, đường Nguyễn Thiệp nè. À, nhìn cũng chán đời. Qua rồi quá trời nước. Này mà mưa lớn phát chắc có lẽ. Dạ, Sài Gòn hôm nay xin kính chào cô bác anh chị và các bạn. Bây giờ là 3:10 ngày 22 tháng 11 năm 2022. Và em đang đứng ở dưới chân cầu Thủ Thiêm 2 thưa anh chị. Khu vực Thủ Thiêm, quận 2 ngày xưa đó. Và hướng phía trước thì chúng ta sẽ đi về trung tâm Sài Gòn. Đó, chạy về đường Tôn Đức Thắng, Trường Để anh chị. Xuống ngay con đường Nguyễn Du, Lê Duẩn, tức là Thống Nhất năm xưa đó. Trời Sài Gòn thì bây giờ đang mưa, em đang bận cái áo mưa vào đây. Mưa thì cũng không có lớn lắm này, nhưng mà chạy một hồi thì nó cũng ướt. Em xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn có một ngày nhiều niềm vui nha, và thật là nhiều sức khỏe. Mời cô bác anh chị băng lên cầu Thủ Thiêm, lên cầu Thủ Thiêm 2 với em và chạy về trung tâm Sài Gòn. Dạo phố, trời mưa. Mấy ngày hôm nay thì Sài Gòn mình cứ âm u như vậy. Mưa thì cũng không nhiều đó anh chị, nhưng mà âm u. Rồi, em xuất phát. Ở đây em đang đứng là hai bên là hai khu căn hộ đắt đỏ của chân cầu Thủ Thiêm 2 đây. Trời Sài Gòn từ sáng đến giờ nó mù kỳ lắm anh chị. Khói bụi kiểu như là nó ô nhiễm dữ lắm á. Mời cô bác anh chị chạy lên cầu Thủ Thiêm 2 với em nha. Căn hộ là The Galleria. Giá cả rất là đắt. Đây là cái cầu Thủ Thiêm 2 anh chị ha, nối giữa quận nhất và Thủ Đức ngày hôm nay, là quận 2 ngày xưa, khu Thủ Thiêm. Và bên phải của em là khu vực Hải quân công xưởng năm xưa, nhà máy đóng tàu Ba Son. Và bây giờ thì người ta đang đề xuất đặt tên cái cầu này là cầu Ba Son. Em sẽ chạy về bến Bạch Đằng. Trời ơi, một ngày mưa gió, Sài Gòn buồn thiêu. Nhìn mấy hôm nay mấy cái máy năng lượng mặt trời nước nóng đó anh chị, bật hoài luôn, không có ra nước nóng, đã ra nước lạnh không à. Không có mặt trời luôn, tù mù từ sáng tới tối. Đó, em sẽ quẹo trái về bến Bạch Đằng. Hôm nay đi dạo phố trung tâm trong một cái buổi chiều mưa gió như thế này. Đi xi nhan bên trái thì anh chị đi thẳng xuống tới đường Nguyễn Du, đáp xuống con đường Tôn Đức Thắng, Cường Để. Còn quẹo bên phải đây thì chúng ta đi về bến Bạch Đằng. Khu vực Hải quân công xưởng năm xưa bên phải của em này, bây giờ hầu như là nó mất hết, thay đổi hết rồi anh chị, không có còn cái gì, chỉ có còn những cái kỷ niệm cô bác anh chị đã từng nhớ thôi. Thời tiết mấy hôm nay đúng là nó rất là khó chịu trong người á. Rồi, em quẹo về bến Bạch Đằng anh chị nha. Phía trước là chúng ta đi thẳng về con đường Đinh Tiên Hoàng luôn, Đa Cao, về cầu Bông. Bên phải là có con đường Nguyễn Hữu Cảnh, chúng ta đi về cầu Sài Gòn. Đó, quẹo ngược ở đây thì chúng ta đi về bến Bạch Đằng, công trường Mê Linh. Ừ.
đó là con đường Lê Thánh Tôn, anh chị có thể đang nhìn thấy đó, Lê Thánh Tôn. Ở đây ngày hôm nay có con đường Nguyễn Siêu, khi mà làm cầu Thủ Thiêm thì người ta rào lại, bây giờ người ta mở ra rồi đây nè anh chị, em quẹo về nha, đường Nguyễn Siêu. Đây rồi, con đường Nguyễn Siêu. Đó, đoạn này là mới vừa trắng nhựa luôn, đẹp luôn. Anh đi thẳng thì cô bác anh chị như là ra đường Hai Bà Trưng. Đó. Rồi, quẹo trái ở đây là chúng ta ra lại đường Tôn Đức Thắng ngày hôm nay, đúng rồi anh chị, bến Bạch Đằng ngày xưa này. Đó. Đường này là Ngô Văn Năm đó. Rồi, em quẹo ở bên tay phải nha. Hướng về công trường Mê Linh. Chủ yếu là mời cô bác anh chị ngắm cảnh thôi, trời mưa mưa gió gió một chút buồn buồn. Bên trái em là sông Sài Gòn, bến Bạch Đằng năm xưa với rất là nhiều cái kỷ niệm. Còn ở đây thì chúng ta có khu vực Bộ Tư lệnh Hải quân ngày xưa nè anh chị. Đó, bằng vàng đây nè. À, một cái màu vàng rất là nổi bật. Cô bác anh chị có hay ra bến Bạch Đằng gặp cái lúc trời mưa như thế này không? Trời nước ở đâu mà nhiều dữ vậy trời? Quá trời nước luôn. Đây là công trường Mê Linh. Rồi em quẹo tay trái nha, bọc cùng bên nó chạy về hướng lại con đường Nguyễn Huệ, phố đi bộ. Bắt đầu là mưa cũng lớn nè anh chị. Một phần nào đó mời cô bác anh chị nghe tiếng mưa rơi trong một buổi chiều cũng gần 3 giờ rồi đó anh chị. Khách sạn Renaissance.
ta trú mưa. Mùa này ra đường mà không có áo mưa thì cũng mệt. Ở đây là khách sạn Majestic Nẻn Chị, con đường Đồng Khởi ha, tự do năm xưa. Đó, con đường tự do năm xưa. Buổi chiều anh chị thấy là xe cộ rồi. Đoạn đường này thì khá đông. Góc này là góc đường rất là thân quen, thưa cô bác anh chị. À, khách sạn. Biết bao nhiêu là kỷ niệm. Chiều mưa này không có lớn nhưng mà mưa cũng tầm tã ha, tầm tã mưa dông, không có cái dông anh chị. Thuốc lá nung nóng gây hại cho sức khỏe, thuốc lá nung nóng nữa ha. Đây em quẹo ở phố đi bộ đây. Wow, một ngày trời mưa tầm tã của Sài Gòn, thấy con phố bình thường náo nhiệt vui chơi tự nhiên hôm nay nó buồn thiu anh chị ha, không có một người đi bộ. Trời mưa con đường trơn lắm anh chị. Hướng này em đang đi là đi về tòa Đô Chánh ngày xưa đó, bây giờ là Ủy ban Nhân dân thành phố. Đây là đường Ngô Đức Kế nha. À, khung cảnh thấy hơi tái mình chị. Lạnh lạnh, mưa dầm. Phải em là đường Mạc Thị Bưởi nha, huyện Văn Thinh năm xưa. Đây là đường Nguyễn Thiệp anh chị. Rồi đường Nguyễn Thiệp bất hợp này. Mưa có chút xíu à. Đường Nguyễn Thiệp này. Đó, nhìn cũng chán đời. Qua rồi, quá trời nước. Này mà mưa lớn phát chắc có lẽ bơi luôn. Em chạy một chút qua đây đường Đồng Khởi. Trời mưa thấy bụng thiêu anh chị ha.
bên trái em là đường Đông Du, Thái Lập Thành. Dạo phố trung tâm vào lúc mưa mưa như thế này tự nhiên thấy cũng thích anh chị. À, có chút gì đó nó lãng mạn, tuy là hơi buồn một chút. Rồi, em quẹo ngược lại về con đường Mạc Thị Bưởi nha, huyện Văn Thanh. Chạy ra lại phố đi bộ hướng về tòa đô chánh, ủy ban nhân dân đó. Sân quơ tòa nhà đó cao ơi là cao luôn. Công ty văn phòng ngày hôm nay người ta thuê những cái khu trung tâm, người ta đặt nhà, đặt các cái trụ sở, giá cả ở đây cũng đắt đỏ lắm anh chị. Mưa thì không lớn, dầm dầm như thế này thì tới tối là lạnh quéo luôn. Mới nói mưa thì không lớn, tự nhiên thấy cái hạt mưa nó nặng hơn rồi anh chị. Đây là con đường Lê Lợi, công trường Lam Sơn, bên phải là về nhà hát lớn Hạ Viện đó anh chị. Góc bên phải em đây là tòa nhà của Vạn Thịnh Phát, Union Square thì phải, và coi như là nó không có kinh doanh buôn bán gì nhiều, nó nằm ở đây như vậy. Wow, mưa lớn rồi. Rồi cô bác anh chị nghe tiếng mưa rơi. Em chạy một vòng nhà hát lớn anh chị nha, Hạ Viện năm xưa. Đây là con đường Đồng Khởi nè, Tự Do. Đó, trời mưa. Em dừng lại một chút để cô bác anh chị ngắm cảnh. Dòng xe chạy ngang vội vã. Chắc chỉ có mình em là đi từ từ dạo mưa thôi. Đa số là người ta chạy cho thiệt là nhanh để tránh cái cơn mưa này. Bắt đầu lớn rồi anh chị thấy không? Mưa bắt đầu lớn rồi. Em chạy một vòng đường Đồng Khởi, Tự Do năm xưa. Bên phải anh chị chạy về bến Bạch Đằng ha. Em đi hướng này là ra Hai Bà Trưng này, hướng ra Hai Bà Trưng này. Nhờ cái góc của khách sạn Caravel này anh chị.
phía trước anh chị là đường Hai Bà Trưng đó. Công ty điện lực EVN này. Đây là cái nhà đèn của đầu tiên của Sài Gòn. Nói tới nhà đèn ở Sài Gòn thì ngày xưa chúng ta nhớ nhiều về nhà đèn Chợ Quán anh chị ha. Nhưng mà theo những gì em đọc được thì có thể là nó không phải là cái nhà đèn đầu tiên ở Sài Gòn mà chính là cái nhà đèn ở ngay đường Hai Bà Trưng đây. Ngày hôm nay nó là cái điện lực luôn đó. Nè, em cũng ho ho một vài tiếng anh chị. Xe kia đang dè, xe này ủi tới. Đây là khách sạn Continental. Cũng là một trong những cái khách sạn kỷ niệm. Cho nên em muốn dừng lại một chút để cô bác anh chị ôn lại chút kỷ niệm xưa. Rồi, bây giờ thì em đi về phố đi bộ Nguyễn Huệ tiếp anh chị nha. Đó, bắt đầu mưa lớn rồi. Mịt mù luôn. Bùng bên cây liễu. Rồi chạy thôi các anh ơi. Nguồn bên cây liễu đây. Wow, giờ còn phun nước luôn kìa anh chị. Đứng ở đây đi. Phố xa trong mưa anh chị. Phía trước cái tòa nhà cao cao đó chính là tòa nhà của Sài Gòn Center đó, Takashimaya đó. Em lấy cái kiến ra luôn, nó mờ quá, không thấy gì. Ồ, mưa lớn rồi anh chị ơi. Thôi em mời cô bác anh chị đi tiếp nha. Chúng ta ngắm mưa Sài Gòn. Nghe tiếng mưa rơi lộp bộp, lộp bộp. Đây, tòa đô chánh năm xưa đây, Ủy ban Nhân dân thành phố ngày hôm nay. Mưa lớn quá. Xuống Lê Thánh Tôn mà anh chị đi ra chợ Bến Thành luôn ha. Mù mịt luôn kìa. Em chạy ra con đường Lê Lợi đây. Hôm nay đi dạo phố trung tâm.
thì ông chạy qua kia. Đổ khách quá trời. Thôi em vào phải đường Lê Lợi đây anh chị, ra hướng Bụng Binh Quách Thị Trang. Wow, mù mịt luôn. Đây là cái ga ngầm metro đó anh chị. Ồ, chính giữa đường Lê Lợi người ta dăng bạc làm gì kia kìa, hội chợ gì đó. Đây là khu vực rạp casino Sài Gòn. À, xin lỗi anh chị, à, đúng rồi, rạp casino Sài Gòn. Tự nhiên cái quên hết kem Bạch Đằng bên phải của em đó, đường Master. Quẹo phải thì anh chị đi về viện Master nha. Ở đây gió, có mưa, có gió. Lê Lợi một buổi chiều mưa gió đây. Bên trái em như đây có cái hội chợ gì ẩm thực, lễ hội ẩm thực. Ồ, sắp có rồi anh chị. Đây, người ta đang dựng rạp, dựng đó, lễ hội ẩm thực nha anh chị nha. Thắm tình hữu nghị khối Asian 2022 từ ngày 24 tới ngày 27 tháng 11. Thôi, có hôm nay mới có 21 thôi, 22 thôi, còn 2 ngày nữa. 24 tới 27 cuối tuần đó anh chị. Cuối tuần em về đây em cập nhật cái tình hữu nghị mà ẩm thực này gửi đến cô bác anh chị nha. Đây là cái đường đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa Công Lý. Bên trái anh chị đi về bến Trương Dương. Từ Võ Văn Kiệt ngày hôm nay đó anh chị. Đây đường Nguyễn Trung Trực. Rồi em đi về ngay chợ Bùng Binh, công trường Quách Thị Trang với tình hình xung quanh chợ Bến Thành chiều mưa. À, em quẹo một vòng nè. Ô, mưa lớn rồi, mù mịt luôn. Phía trước anh chị là đường Lê Thánh Tôn nha. Chúng ta sẽ quẹo bên mé tay trái. À, đây là đường Phan Bội Châu. Trái ở đây. Mưa gió buôn bán ế ẩm thôi. À, đây là đường Thủ Khoa Hưng bên phải của em nè. Khu vực này là cửa Bắc.
đưa lớn anh chị. Rồi, em quẹo con đường Phan Chu Trinh nha. Wow. Mù mịt luôn. Điểm đổi đô la này, Hà Tâm này. Mấy ngày hôm nay thì đô la giảm giá, đô la của Chợ Đen giảm xuống dưới 25.000 rồi. Trời ơi, hồi nãy thì không thấy mưa, bây giờ mới thấy. Mù mịt. Phía trước anh chị là khu vực Bùng Binh, công trường Quách Thị Trang, cũng là cái giếng trời metro, siêu giếng trời metro, metro số 1. Mưa như thế này là dễ ngập lắm luôn anh chị. Em chạy con đường lê lai nha. Ôi trời ơi. Mát quá anh chị. Bên phải em là đi về con đường Phương Định này. Anh chị có thể đi con đường Vọng Thái bên tay phải em, chạy về khu vực ngã sáu Phù Động nhé. Em đi con đường Lê Lai, đây là khách sạn New World. Đó, bên tay trái của em là công viên 23 tháng 9, là cái ga xe lửa ngày xưa trước 75. Đó, khu khách sạn New World này thì có một thời gian đó là cái điểm bán vé máy bay Air Việt Nam. Trước đó hình như nó cũng là một cái có cái rạp chiếu phim, em cũng không có nhớ cái tên nữa, cái rạp hình như là Aristo hay gì đó. Cũng có bác anh chị cũng góp ý như vậy một vài cái thông tin. Đường Lê Lai này thì mưa lớn rất là dễ bị ngập. Đó, em chạy hết con đường Lê Lai này luôn. Rồi em sẽ tạm dừng các clip. Hôm trước mới đi con đường này. Con đường này thì nó ngập tràn những cái căn nhà đóng cửa cho thuê, không ai thuê. Đó, đây là con đường Nguyễn Thái Học, bên phải về ngã sáu Phù Động anh chị nhé. Nước quá trời đây này, chết. Mưa ở này và tầm 30 phút tiếng đồng hồ là đường Lê Lai bơi. Đó, bên trái anh chị quẹo về cầu Ông Lãnh nha. Mưa tầm tạ luôn, em tới giờ đón con này, để chạy đi đón con. Anh chị nghe tiếng mưa rơi lợp đợp không? Nghe rất là sảng khoái. Lê Lai đây.
quéo luôn phố xá trung tâm đó. Rồi em sẽ tạm dừng các clip ở cái vị trí cuối con đường Lê Lai này. Hy vọng cơn mưa không có quá to để ngập. Kính chúc cô bác anh chị và các bạn có những giây phút dạo phố trong cơn mưa, chúng ta ôn lại một chút cái kỷ niệm, cũng như là chúc cô bác anh chị thật nhiều sức khỏe, bình an. Hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn ở các clip sau trên kênh Sài Gòn Hôm Nay. Đây là con đường bên phải là về Tôn Thất Tùng, Bùi Chu, nhà thờ Viện Sĩ. Bên trái là chạy đường về phố Bùi Viện, trên con đường gì đó, em quên tên rồi. Đường gì đó. Đi thẳng thì cô bác anh chị về con đường Võ Tánh, tức là hiện tại ngày hôm nay. Mưa quá trời mưa.